Bà là nay bao nhiêu tuổi đã cưới chồng trở thành lễ an táng phù đào à thế à vậy nhưng mà bà sẽ còn sống lâu nữa tất cả mọi người có mặt trong buổi tang lễ phù giờ này đứng dậy để buổi lễ an táng xin được chính thức bắt đầu. Ban tổ chức tang lễ xin trân trọng kính báo trước linh đàng phù đào thì xin giờ này đây là đoàn đại biểu gồm toàn thể các cụ các ông các bà các bác và các chị thành viên mặt trận tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu thay mặt cho các cơ quan đoàn thể hội, vị thay mặt cho hội bảo thọ bảo hiểm Quỳnh Hải xã nhà cùng toàn thể anh em thân bằng bạn hiếu gần xa của gia đình và các con cháu của cụ đã tập trung đông đủ và chính thức làm lễ an táng tiến hương phụ về cõi vĩnh hằng. Và giờ này để làm tiếp nội dung của buổi tang lễ phụ, chúng tôi xin trân trọng kính mời vị thay mặt cho ban tang lễ nên điều hành tiếp nội dung của công việc. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi kính mời một vị thành viên mặt trận lên đặt lễ và thắp hương. Và gia đình tăng chủ, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, cụ Đào Thị Phin là thành viên của mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành viên hội bảo thọ bảo hiểm xã Quỳnh Hải, là công dân của thôn Năng Phú. Thời gian nằm trên giường bệnh đã được gia đình cùng y bác sĩ tận tình cứu chữa. Nhưng bệnh nặng, tuổi cao, sức này yếu, cụ đã từ trần. Hôm nay toàn thể cán bộ cùng nhân dân trong thôn Năng Phú có mặt tại đây, trước hết có hương hoa kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng với toàn thể gia quyến. Để làm tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho bảo hiểm bảo thọ xã lên làm lễ an táng. Xin kính mời. Kính thưa các vị lãnh đạo thay mặt cho cơ quan đoàn thể chính quyền các ban ngành đoàn thể thôn Nam Phú, kính thưa các cô, thưa toàn thể nhân dân, cụ bà Đào Thị Phin sinh năm 1930, sinh và thống quán tại xóm 7 thôn Nam Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cụ sinh ra lớn lên và trưởng thành từ một gia đình thuần nông, rồi lại làm dâu con sau lòng đất mẹ. Một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, một vùng quê mà người dân hay làm hay làm, cần cù sáng tạo trong sản xuất, thâm canh tăng cụ, cộng đồng các công việc giúp nhau cùng tiến bộ. Một vùng quê xưa kia làm lũ đói nghèo, và cho đến tận bây giờ làng xóm đã thay ra đổi thịt, bứt phá đi lên theo sự đổi mới của đất nước. Song vùng quê An Phú Quỳnh Hải vẫn không bị phôi pha bởi cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt. Bà con làng An Phú vẫn giữ nguyên được tính nhân văn, nhân bản trong cách ứng xử, trong các mối quan hệ xã hội, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau. Thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, trải qua hơn 8 thập kỷ, cụ bà Đào Thị Phin đã tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa mà ông bà ta đã để lại cho con làng cháu làng.
cùng với sự rèn luyện của bản thân và sự giáo dưỡng của gia đình. Cụ đã tự khẳng định mình, vì vậy cụ là người, là một trong những người phụ nữ sống trưởng thành trong số những chị em cùng trang lứa của làng An Phú. Cộng đồng trách nhiệm gắn bó với cụ ông chăm lo trong công việc gia đình, công việc xã hội. Cụ là một xã viên hợp tác xã lao động giỏi, cùng với cụ ông nuôi dạy các con, các cháu ngày một trưởng thành, ngày một tiến bộ. Cụ đã sinh hạ cho cụ ông được 4 người con. Hai trai hai gái. Trong lúc cam go nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai người con trai của cụ đã có thời gian dài trong việc tham gia xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Người con trai thứ hai cụ hiện nay là một sĩ quan trong ngành công an thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Các con, các cháu cụ đều chăm ngoan học giỏi, có công việc ổn định, kinh tế ngày một phát triển. Thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, cụ ông đã khuất núi cách đây 20 năm, không bất luận trong hoàn cảnh nào. Cụ bà vẫn luôn nằm ngoài một người mẹ nhân hậu, cảm giác một người bà rất phần thương con, thương cháu, xứng đáng là người con đâu trong dòng họ, một người bà, một người chị, một người em trong bà con nối xóm. Và cũng từ nay đến bao giờ bà con nối xóm mới được gặp lại cụ, người bạn già tắt lửa tối đèn có nhau. Thôi, cụ đã ra đi thật rồi, cũng từ nay gia đình vẫn có cụ sớm tối bảo ra. Còn đâu có được giờ phút chúng cháu, chúng con chào mẹ, các cháu chào bà nội, chào bà ngoại trong những ngày đoàn tụ gia đình. Thương bà, nhớ bà nhiều năm. Toàn thể bà con trong mặt trận thôn nhà, ban chấp hành hội bà con bảo hiểm, ban chấp hành hội người cao tuổi xã Phương Hải, chúc bà, người hội viên của mình được sớm về với tổ tiên, sớm được gặp lại cụ ông nơi quá cái nhà. Và cho chúng tôi xin được gửi tới gia quyến lời chia buồn thống thiết nhất. Xin quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân có mặt tại đây hãy dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Giờ phút chia tay người mẹ, người bà, người cụ kính yêu của gia đình chúng tôi. Trong giờ phút này, gia đình chúng tôi vô cùng cảm động với sự góp mặt của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các cơ quan ban ngành, anh em họ hàng, bạn bè xa gần đã về dự lễ an táng và tiễn đưa người mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tăng gia bối rối có gì kiếm quyết, gia đình mong được thứ. Sau khi người mẹ chúng tôi yên giấc ngàn thu, gia đình xin mời các cụ công, các bà cùng toàn thể nhân dân là gia đình xế nước. Một lần nữa, gia đình xin chân thành cảm tạ. Giờ phút tiến đưa cụ Đào Thị Thìn về nơi an nghỉ cuối cùng bắt đầu cử hành. Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật cho bà đi. Niệm mà Phật cho bà đi chị ơi. Niệm Phật cho bà đi. Mô A Di Đà Phật. Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi mẹ con chúc Phan đi cưng, chúc Phan cứ đi đây. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.